Xuân Nghị bị tẩy chay sau khi rò rỉ bằng chứng xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng. Xuân Nghị bỗng dưng được nhắc đến rất nhiều trong những giờ qua, nguyên nhân xuất phát từ việc một số cư dân mạng tìm ra bài đăng cũ của nam diễn viên trẻ có nội dung thiếu văn hóa. Bài đăng từ hồi giữa tháng 5 khi drama giữa bà Nguyễn Phương Hằng và giới showbiz vẫn đang nóng bỏng. Điều đáng nói, nó được đăng trên tài khoản cùn cưng của Xuân Nghị. Dạo này hai coi báo về bà hát mà táo bón, không ra cả nhà ạ. Mai mốt mà được, hai sẽ gửi cho bà vài ký, cho bà ăn dần. Nghe nói bà hát rất ít khi ăn cơm thì phải, bài đăng trên tài khoản của chị bé hai viết. Chị bé hai là tên chú cún cưng của Xuân Nghị, đôi lần xuất hiện cùng anh trong các sự kiện, thậm chí cả trên phim. Anh chàng lập riêng một tài khoản cho cún cưng vì được khán giả yêu mến. Trong bài đăng trên, dù không đề cập thẳng đến bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng cách nói ẩn ý, viết tắt khiến cộng đồng mạng đoán ra ngay được ý đồ. Dân mạng còn phát hiện, Xuân Nghị trả lời bình luận của một fan cho rằng những người chê bai mình là robot và không cần trả lời lại. Bài đăng và bình luận trên đã được xóa, nhưng dân mạng vẫn kịp chụp lại, lan truyền rộng rãi. Sau khi thông tin Xuân Nghị xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện, cộng đồng mạng tỏ ra bức xúc, liên tục chỉ trích anh chàng. Trang fanpage Tích Xanh có 1,2 triệu lượt theo dõi của Xuân Nghị, nhận về rất nhiều lời công kích. Từ nay diễn ai mà thèm xem, diễn viên thiếu đạo đức. Không biết ai đúng ai sai, nhưng là nghệ sĩ, người quậy công chúng thì không nên nói ra mấy câu bẩn thỉu đấy Xuân Nghị ạ. Trước rất thích xem hai của Xuân Nghị, giờ thì có cách nhìn khác. Loại này không phải nghệ sĩ, tẩy chay đi. Mới đổi được một tí đã ngông nghênh, thế này thì không xứng lên sân khấu. Đúng là học trò cô Hồng Vân, suy nghĩ giống nhau thật. Trước thích diễn viên này lắm, mà thấy cái phát ngôn bẩn quá nên chào tạm biệt từ nay luôn. Dư luận cho rằng, tạm xưa bàn đến chuyện bà Nguyễn Phương Hằng đúng hay sai, thì việc dùng từ ngữ kém văn minh như vậy đã khiến Xuân Nghị bị đủ lý do nhận gạch đá. Không chỉ vậy, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng bị gọi tên bởi Xuân Nghị chính là học trò cưng của nữ diễn viên. Hiện tại, phía nam diễn viên hiện vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này.